cả ngồi im vào trong lớp là phải giữ trật tự, nghe chưa? Chưa. Các em nhìn lên bảng nghe thầy đọc qua một lượt, sau đó các em đọc theo thầy. Hôm nay bạn nào tốt thầy sẽ thưởng nóng cho một gói bim bim. Sau kỳ sau lần này thầy sẽ đưa ra một bài kiểm tra, bạn nào mà làm được điểm 10 thầy thưởng nóng cho một hộp mì coco mi, nghe chưa? Cả lớp cho một tràng vỗ tay. Rồi, trật tự nghe thầy đọc qua. A. A. Thầy đọc qua một lượt xong các em mới đọc theo sau, nghe chưa? Khi nào thầy bảo các em đọc theo thì mới được đọc theo. A. À. Ớ. Bờ. Bờ. Cờ. Cái chỗ này các em lưu ý khi đọc là chúng ta phải uốn lưỡi. R. Mời bạn Khang đọc chữ này. Rồi. Đọc to rõ ràng lên mày. Đứng lên. Ôi chỉ thầy đó chỉ đâu mà. Đọc. R. Ồ hài sai rồi, sai rồi. R. Rồi rất tốt, em ngồi xuống. S. T. Chưa. Bạn Nguyệt đứng lên. Đọc cho thầy. Đứng lên. Đà. Thầy đã chỉ đâu? Đây, đọc cho thầy. Vào. To. Đọc to. Á. Rất tốt. Ơ. U. Xà. Là. Rất tốt, thưởng nóng cho bạn Nguyệt một gói bim. Bạn Can đứng lên. Đây. Nhím có đọc được không để lấy phần thưởng? À thế thôi, thế nhím ngồi im. Không khóc, trong lớp không khóc. Đây. Đây, thưởng ngay cho bạn nhím quá bim bim. À thế thôi. Đấy chạy rồi. Chạy về học rồi. Nhím chạy rồi. À, thôi. Ừ, bạn Nguyệt vào dỗ bạn nhím. Bạn Cam đọc bài với thầy. Đa. Đa. Ba. Ba. Ớ. Á. Á. Rất tốt. Đọc lại. Đa. Lên bảng chỉ. Cho em lên bảng. Học tốt thầy thưởng nóng bim bim. Lên đây. Nên đứng đây. Chỉ lên bảng. Đờ. Đờ. Dờ. Dờ. Rồi em về chỗ. Hôm nay em sẽ không được nhận phần thưởng nào. Bởi vì lý do là em không cần. Em không cần phần thưởng gì. Rồi em nhớ đấy. Về nhà em phải chịu khó học bài cũ, nhớ chưa? Chưa. Vẫn chưa nhớ. Có mẹ dạy thì mới nhớ. Có mẹ dạy mới nhớ gì? Ừ. Nghe thầy dạy. Thầy dạy nhá. Về nhà mang cái bảng cái này tối đến bảo mẹ dạy bài, học bài nhớ chưa? Ừ. Ngày mai thầy kiểm tra, nếu học thuộc thầy thưởng nóng cho một hộp coco mi ăn sáng, nhớ chưa? Ngày mai đi học rồi mà. Ừ, nhớ chưa? Ừ, chưa. Rồi bây giờ cho giải lao 15 phút ra chơi. Ừ.